cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, kết hôn 8 năm vẫn phải miệt mài trả nợ giúp bố mẹ chồng. Người phụ nữ quyết hỏi cho ra nhẽ và suy sụp khi biết đó là khoản xính lễ khi cưới cô. Khi biết chân tướng của sự việc, cô đã có sự thẩm trách bố mẹ đẻ của mình, muốn đến hỏi rõ họ vì sao lại làm như vậy mà không cho cô biết. Gia đình cô đã sống vất vả, phải nai lưng ra trả nợ suốt bao nhiêu năm qua một cô gái người dân tây trung quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc bình luận gây gắt người phụ nữ này lấy chồng được 8 năm mỗi tháng khi chồng đưa lương cho mình cô đều phải chi gần hết số tiền đó để giúp đỡ bố mẹ chồng trả nợ cứ thế đến nay vẫn chưa trả hết nàng dâu này thấy khó hiểu vì bố mẹ chồng cô sống rất tăng tiền làm sao có thể nợ nần nhiều đến nỗi còn lân trả nhiều năm không xong tuy nhiên gia đình chồng đều tránh né không muốn nói lý do Cuối cùng mới đây, dưới sự tra hỏi của vợ, người chồng mới nói thật rằng nguồn gốc khoản nợ đó chính là tiền sính lễ nộp cho bố mẹ cô 8 năm trước, khi họ làm đám cưới. Bố mẹ cô dâu muốn nhận được 680.000 nhân dân tệ, gần 2,3 tỷ đồng. Giang Tây là nơi có mức thách cưới cao nhất Trung Quốc, tình trạng mất cân bằng giới tính khiến các cô gái trở nên quý hiếm. Nhiều gia đình đưa ra mức thách cưới cao hơn nhiều so với phong tục địa phương. Trong trường hợp trên, bố mẹ cô gái cho rằng con số 300.000 nhân dân tệ, mức xính lễ trung bình ở địa phương, có vẻ không may mắn, nên đã yêu cầu nhà trai chi 680.000 nhân dân tệ, con số lộc phát, nghe có vẻ tốt hơn. Bố mẹ chú rể thấy đôi trẻ yêu nhau sâu đầm, không nở khiến họ phải chia tay nên cố gắng vay tiền họ hàng, bạn bè để nộp đủ cho nhà gái. Còn cô dâu vốn tưởng bố mẹ chồng lo khoản đó nên không để ý. Không ngờ sau khi về làm dâu, vợ chồng cô phải cùng họ xoay sở trả nợ dần. Khi biết sự thật, người phụ nữ thất vọng và khá suy sụp. Cô rất hối hận vì trước đây không ngăn bố mẹ đẻ nhận số tiền đó, khiến cho chất lượng cuộc sống sau khi kết hôn không được tốt lắm. Làm ra bao nhiêu cũng chỉ để trả nợ. Người phụ nữ chia sẻ, Giá bố mẹ bằng lòng cho tôi một nửa số tiền ấy làm của hội môn thì chồng tôi đã không phải làm việc vất vả như vậy tôi không thể hiểu được quyết định của bố mẹ mình về cơ bản, đó là hành động bán con gái. Cô do dự về việc có nên về nhà hỏi bố mẹ, sợ nếu hỏi thì xảy ra xung đột, còn nếu không hỏi rõ thì cảm thấy khó đối mặt với gia đình mình. Những câu chuyện về nạn thách cưới luôn được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội và chuyện của cô gái này cũng vậy. Nhiều cô dân mạng khuyên cô đối xử tốt với gia đình chồng. 680.000 tệ là số tiền lớn, nhưng bố mẹ chồng cô ấy đã đồng ý vô điều kiện rồi bí mật vay tiền. Họ không hề cò kè mặt cả, chấp nhận vì không muốn rẻ duyên con cái. Rất nhiều ý kiến chỉ trích bố mẹ cô gái và lên án nạn thách cưới quá cao. Cha mẹ đòi sinh lễ với giá trên trời thực sự không xứng đáng làm cha mẹ. Đây là việc bán con gái. Tham lam thách cưới số tiền lớn, cuối cùng con gái họ phải è e cổ ra làm việc để trả. Họ có hiểu điều đó không? Thưa quý vị, một cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã đến hồi kết sau mâu thuẫn gay gắt vì món của hồi môn đắt tiền. Người đàn ông trong câu chuyện và vợ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Biết ván đã đóng thuyền nên anh chàng này đã có một đề nghị khó chấp nhận. Vì nhà gái điều kiện kinh tế không quá khá giả nên không thể đáp ứng cho con rẻ. Việc này khiến anh chàng lập tức lật mặt đòi hủy đám cưới. Một trang báo đưa tin một người phụ nữ mang thai đã bị chồng đuổi khỏi nhà chỉ vì giá trị món hồi môn. Sự việc xảy ra tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tiểu Lưu, năm nay 21 tuổi, hiện đang mang thai hơn 6 tháng. Cô và bạn trai Tiểu Trương đã đăng ký kết hôn và dự định tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ đã đến hồi kết. Vào tháng 3 năm 2020, Tiểu Lưu và Tiểu Trương quen biết nhau. Chỉ một tháng sau, cả hai đã bắt đầu chung sống và Tiểu Lưu mang thai không lâu sau đó. Cuối tháng 7, Tiểu Lưu bị động thai nên được chồng đưa về nhà chăm sóc. Đến giữa tháng 8, họ chính thức đăng ký kết hôn. Tiểu Lưu kể, Tiểu Trương đã cãi nhau với bố vợ vì muốn ông mua cho một chiếc xe BMW. Về vấn đề này, bố Tiểu Lưu xác nhận với phóng viên, ông đã chấp nhận của hội môn là một chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, Tiểu Trương lại yêu cầu một chiếc xe BMW do anh ta đứng tên. Điều này đã khiến bố Tiểu Lưu nổi giận vì khả năng kinh tế có hạn, không thể mua được. Những tưởng mọi chuyện sẽ dần lắng xuống nhưng đến vài ngày trước đây, Tiểu Trương tiếp tục gọi điện thoại đến nhà vợ và đề cập đến chiếc xe BMW làm của hội môn. Hắn thẳng thần nói, không có xe BMW, sẽ không kết hôn. Thậm chí, hắn còn đem chuyện tiểu lưu mang thai không thể đi làm, nên hắn phải chi trả mọi chi phí sinh hoạt cho cô. Trước thái độ ngông nghênh này, giữa tiểu trương và bố tiểu lưu một lần nữa xảy ra tòa tiếng. Lần này, quá tức giận vì lời mắng chửi của bố vợ. Tiểu Trương đã đuổi Tiểu Lưu ra khỏi nhà khiến cô tiếp tục bị đồng thai và đến bệnh viện cấp cứu chính vì điều này mà hai gia đình tiếp tục xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp khác em gái của tiểu lưu cũng bị thương sau vụ này tiểu lưu chia sẻ dù cô đang mang giọt máu của tiểu trương nhưng anh ta và người thân không hề đến bệnh viện thăm cô một lần nào về phần tiểu trương anh ta thừa nhận đã đuổi tiểu lưu ra khỏi nhà nhiều lần cũng chỉ vì cân giận tuy nhiên mọi chuyện không như những gì nhà vợ đang kể trong khi Tiểu Trương luôn phủ nhận sự việc trên thì bố anh ta đã xác nhận vấn đề này thật sự có liên quan đến con trai. Bố Tiểu Trương thẳng thắn chỉ trích cái sai của con trai nhưng cũng cho rằng con dâu cũng có lỗi trong chuyện này, bởi cô đã không nói chuyện với người lớn trong nhà mà đã trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát dẫn đến mâu thuẫn leo thang. Thưa quý vị, sự khác biệt văn hóa giữa phương Tây và phương Đông suýt khiến một chuyện tình không thể đi đến bến bờ hôn nhân. Nguyên nhân là người bà của cô gái đã hết giá xính lễ quá cao với người cháu rẻ ngoại quốc. Nhưng người đàn ông này không chấp nhận và cho rằng đưa tiền xính lễ như vậy sẽ không khác gì là một cuộc buôn bán. Hôn nhân là chuyện đại sự ở Trung Quốc. Muốn kết hôn thì cần phải có sính lễ, đó là một phong tục xưa. Tuy nhiên, các cuộc hôn nhân xuyên biên giới ít nhiều sẽ có phát sinh một số mâu thuẫn vì sự khác biệt về văn hóa và phong tục giữa hai bên. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Lộ Lộ và chàng trai quốc tịch Mỹ tên Đại Hùng đang quen nhau khá lâu và muốn tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, về vấn đề sính lễ, hai bên gia đình đã không đạt được sự đồng thuận. Trong khi nhà gái khăng khăng đòi sính lễ, thì Đại Hùng kiên quyết từ chối chi thêm khoản tiền này. Bà của Lộ Lộ cho biết, bà đề nghị sính lễ 120.000 nhân dân tệ, gần 400 triệu đồng. Nhưng cháu trẻ tương lai không đồng ý, bà giảm xuống còn 66.000 nhân dân tệ, gần 220 triệu đồng. Anh ta vẫn không chấp nhận, anh ta nói phải theo nề nếp ở Mỹ, không cần xính lễ chỉ cần mời đối phương đi ăn là có thể kết hôn rồi. Người bà cho rằng gia đình đã nuôi lộ lộ từ nhỏ, đến lúc đi học tiểu học, cấp 2, cấp 3 rồi đến đại học tốn biết bao nhiêu chi phí. Đại Hùng chia sẻ, nếu sau này lộ lộ nói ông bà hoặc người thân cần giúp đỡ thì tôi chắc chắn sẽ giúp nhưng nếu đưa ra sính lễ 66.000 dân dân tệ thì không được. Các thanh niên Trung Quốc khi kết hôn có thể bỏ ra 66.000 nhân dân tệ sính lễ, thậm chí là 100.000, 200.000. Là vì họ được bố mẹ cho tiền, bản thân bọn họ chẳng có đồng nào. Còn tôi chỉ được mẹ cho 5.000 đô la Mỹ, gần 116 triệu đồng, phải mua nhà, phải đẩy khách ăn uống. Chúng tôi không đủ tiền cho sính lễ nữa. Trước câu nói này, người bà đã hạ giá Vậy thì cậu đưa 6,6 nghìn tiền sính lễ là được rồi, chỉ làm theo phong tục thôi. Nhưng đối phương vẫn một mực từ chối. Vấn đề không phải là 66 nghìn dân dân tệ hay 6,6 nghìn nhân dân tệ mà ở Mỹ không có chuyện sính lễ khi cưới. Nếu bà không có tiền thì bọn con sẽ chi trả phí sinh hoạt cho bà. Kết hôn là chuyện của hai người, sao lại như mua bán hôn nhân vậy? Trước sự cố chấp của đối phương, bà của Lộ Lộ buộc phải xuống nước vì hạnh phúc của cháu gái. Bà chỉ cần đại hùng chuẩn bị các phong bì đỏ trong ngày hôn lễ. Cuộc hôn nhân xuyên biên giới này may mắn đã có thể tiến hành. Nhưng với nhiều trường hợp tương tự, không ít gia đình không thể vượt qua sự khác biệt văn hóa này. Theo nhiều cuộc điều tra, sính lễ trên trời hay đó chính là phần xính lễ có giá trị cao ngất ngưỡng, thay đổi dựa vào tình hình phát triển kinh tế của các khu vực ở Trung Quốc. Thực trạng, sính lễ diễn biến cực đoan đến nỗi đàn ông muốn lấy vợ, chỉ cần đến hỏi giá sính lễ, vừa ý thì lập tức tổ chức đám cưới. Chuyên gia cho rằng, tập tục đám cưới mặc dù phản ánh văn hóa truyền thống, nhưng không chỉ là chuyện riêng của một cá nhân hay một gia đình, mà còn thể hiện cả trình độ phát triển của xã hội. Thực trạng xính lễ trên trời gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau hôn nhân và hạnh phúc của các cặp đôi tạo nên nhiều mâu thuẫn và khó khăn cho kinh tế gia đình, phá hủy tư tưởng tích cực và phạm vi đạo đức. Chính phủ và các cơ quan xã hội liên quan không thể ngồi yên mà phải áp dụng những biện pháp để thúc đẩy hôn nhân và tình yêu văn minh. Nếu không, sẽ kéo theo những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!